Ngô Kiến Huy lộ dấu vết hẹn hò với hot girl có nút kim cương YouTube đầu tiên tại Việt Nam. Chuyện tình cảm của tình cũ Khổng Tú Quỳnh khiến cư dân mạng quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Ngô Kiến Huy tiếp tục bị cư dân mạng soi ra chi tiết dấu vết tình yêu. Tin đồn chàng Bắc và hot girl Ribi Sachi, nhóm FAPtv xuất hiện từ trước nhưng cả hai không lên tiếng. Lần này, fan tìm ra bằng chứng hẹn hò bí mật của cặp đôi dù cả hai đã khéo chè. Trong bức ảnh mới đây, Ngô Kiến Huy đăng hình chụp cùng Mi Niền trong chuyến du lịch ở Hàn Quốc trước đó, tưởng chừng chỉ là một bức ảnh bình thường. Tuy nhiên, fan nhanh chóng nhận ra điều đặc biệt. Đó chính là bối cảnh trong bức hình của Ngô Kiến Huy trùng khớp với hình ảnh mà Sĩ Thanh đã đăng trong dịp đến Hàn Quốc vào ngày 14 tháng 2. Trong nhóm bạn đi du lịch cùng Sĩ Thanh, thời điểm đó còn có hot girl Ribi Sachi. Chính vì vậy, fan lập tức đặt ra nghi vấn chàng Bắc và nàng hot girl nhóm Hải đã bí mật hẹn hò tại Hàn Quốc trong dịp Valentine. Ngô Kiến Huy đóng chung MV ca nhạc với Ribi Sachi vào cuối năm 2018. Cả hai từng vướng nghi vấn hẹn hò khi bị fan phát hiện một số điểm trùng khớp trên ảnh đăng. Tháng 9 năm ngoái, hai người cùng chọn Nhật Bản đi du lịch và cách tạo dáng khi chụp hình khá giống nhau. Vinh Dâu nhóm FAPtv có lần còn bình luận ẩn ý về việc Ngô Kiến Huy hẹn hò. Lêu lêu có người mà các bạn không biết nè. Vinh Dâu comment và ngay lập tức nhận được câu hỏi. Vậy là anh Bắc có người yêu thật rồi hả anh Vinh? Hai thành viên trong nhóm FAPtv cùng với Ribi Sachi là Vinh Dâu và Trật Long nhiều lần bình luận ẩn ý dưới các bài viết của Ngô Kiến Huy. Có mối quan hệ thân thiết với các thành viên của FAPtv, nhưng Ngô Kiến Huy chỉ theo dõi Ribi Sachi trên Instagram. Điều này khiến fan càng thêm nghi ngờ chuyện hẹn hò bí mật của cặp đôi. Ribi Sachi tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990, là người gắn bó và đồng sáng lập nhóm hài FAPtv. Tháng 9 năm ngoái, nhóm FAPtv được nhận nút kim cương của YouTube nhờ thành tích hơn 10 triệu người theo dõi kênh. Đây là kênh YouTube đầu tiên của Việt Nam đạt được thành tích này. Ribi được khen ngợi có ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên, còn được ví là hot girl không tuổi vì trẻ trung. Ngoài diễn xuất, Ribi Sachi còn làm người mẫu ảnh thời trang. 9X hiện sở hữu trang Instagram có 1,2 triệu người theo dõi. Cô nàng tạo ấn tượng với thời trang thanh lịch, năng động và quyến rũ.